Quý vị và các bạn thân mến, thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều câu hỏi trong những ngày gần đây được anh chị em đặt câu hỏi inbox cho nhóm tự doanh chứng khoán trên cả diễn đàn lẫn trên các nhóm Zalo về cái việc là liệu thì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ đi về đâu và sẽ kết thúc như thế nào. Thì đây cũng là một cái chủ đề mà rất nhiều các cái trang báo trên thế giới nói chung và các trang báo mạng Việt Nam nói riêng đã đề cập tới rất nhiều lần. Tuy vậy thì để làm rõ hơn và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn những cái thông tin hữu ích hơn về cái đánh giá về tình hình cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, thì điều đầu tiên chúng tôi muốn cập nhật và trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn đó chính là liệu cuộc chiến Mỹ-Trung sẽ đi về đâu và cái mục tiêu của người Mỹ cũng như là cái đích đến của cuộc chiến này sẽ như thế nào. Trade war về mặt thương mại là một cái bài toán, một câu chuyện khá là dài. Mặc dù cả hai nước Trung Quốc và Mỹ đều hướng tới mục đích đó là san phẳng cái cán cân thâm hụt thương mại của các mỗi quốc gia. Đặc biệt là người Mỹ thì muốn là nhờ cuộc chiến này thì có thể giảm bớt cái lượng hàng hóa mà nhập khẩu từ người Trung Quốc, và cũng mong muốn rằng là người Trung Quốc sẽ nhập hàng hóa nhiều hơn. Mặc dù như vậy, nhưng theo chúng tôi, rất nhiều các cái thông tin, rất nhiều các cái tổng hợp, ít người nói tới cái câu chuyện đó là có thực sự cuộc chiến tranh thương mại chỉ ở vai trò là san phẳng cái cán cân thương mại hay không, hay đây là một cuộc chiến của người Mỹ phát động để hòng là kiềm chế cái sức mạnh của một đất nước Trung Quốc đang trỗi dậy, với cái việc GDP của Trung Quốc đã có dấu hiệu vượt mức 60% GDP của Mỹ. Bên cạnh đó nữa thì về mặt khoa học, công nghệ, người Trung Quốc đang có phần muốn lấn lướt người Mỹ. Thì như vậy thì tổng kết lại cái quá trình khơi mào của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung thì chúng ta thấy được rằng là những gói thuế đầu tiên là những thời điểm mà mở màn cho cái cuộc chiến này, là lúc mà người Mỹ châm một cái mồi lửa để khơi mào cuộc chiến. Và những mồi lửa đầu tiên sẽ bùng cháy lên. Mục đích của cái này thì như thế nào? Tôi lấy ví dụ 50 tỷ đô la đầu tiên được quánh lên hàng hóa của Trung Quốc, và ngược lại Trung Quốc cũng đánh 50 tỷ đô lên hàng hóa của Mỹ. Thì tối thiểu thì phải sau khoảng 6 đến 8 tháng thì cái tác động của 50 tỷ hàng hóa này nó mới thực sự tương tác lên các doanh nghiệp của Mỹ và Trung Quốc. Sau đấy thì sẽ là những cái tuyên bố liên quan tới việc là tiếp tục áp thuế 200 tỷ, rồi chính thức áp thuế 200 tỷ với mức thuế 10%. Việc dọa áp lên 25% với 200 tỷ và có thể sẽ áp nốt 267 tỷ được người Mỹ đưa ra để làm cái căn cứ, cái luận chứng để cố tình hù dọa người Trung Quốc. Tuy vậy thì thưa quý vị, anh chị em và các bạn, là người Trung Quốc sẽ có phần là đang muốn là sẽ làm chậm lại cái quá trình gọi là chuyển hóa của những cái gói thuế bằng việc là tạm đồng ý với những gì mà người Mỹ mong muốn. Họ chấp nhận việc nhập thêm đậu tương. Vừa rồi đây thì gần 1 triệu tấn đậu tương đã được người Trung Quốc nhập thêm. Họ đồng ý với những điều khoản tạm thời và cũng có phần đang muốn là sẽ chấp nhận cái câu chuyện là lún xuống trước người Mỹ, hòng là để kiềm chế bớt cái cuộc chiến thương mại này không bùng phát lên thành một cái cuộc chiến tiền tệ, hay là một cái cuộc chiến lớn hơn, đó là cái việc tranh chấp các cái phần thị phần trên biển cũng như là trên đất liền.
thì không có quốc gia nào mong muốn điều này. Tuy vậy thì cái câu chuyện này liệu có thể sẽ kết thúc sớm như vậy hay không, hay là sẽ tiếp tục leo thang mạnh hơn, thì chúng ta sẽ phải chờ trong những tháng sắp tới. Thì với 90 ngày, tức là 3 tháng kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2018, thì chúng ta sẽ chứng kiến rõ nét hơn câu chuyện người Mỹ có thực sự chỉ mong là dừng lại ở cuộc chiến thương mại, hay họ còn muốn một cái điều gì đó khác trước một Trung Quốc mà nào là họ đã triển khai rất nhiều những cái việc mà người Mỹ không hề mong muốn một chút nào. Nào là một vành đai, một con đường, nào là san lấp trên Biển Đông, cho đặt những cái hệ thống phòng thủ trên biển nhằm kiềm chế cái con đường giao thương quốc tế của không chỉ Việt Nam, các nước châu Á, mà muốn kiểm soát cái con đường giao thương trên toàn cầu. Hơn thế nữa thì sức mạnh về tài chính của Trung Quốc ngày càng lớn mạnh. Tỷ lệ dự trữ ngoại hối bằng đô của Trung Quốc cũng được đứng ở hàng đầu. Và rất nhiều các vấn đề mà người Mỹ đang rất e ngại. Dưới cái sức mạnh của cái đợt kích thích kinh tế mà những năm về trước, đất nước Mỹ đã có phần phát triển hơn, mạnh hơn và bớt suy giảm hơn. Đó cũng là điều mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã kìm bớt cái đồng tiền giá rẻ, kỷ nguyên của tiền rẻ kể từ những gói kích thích kinh tế của Mỹ nói riêng và của thế giới nói chung, từ ngân hàng OCB trên thế giới, ngân hàng châu Âu, rồi các nước trên thế giới đều kích thích tiền tệ trong những năm khủng hoảng. Thì kỷ nguyên tiền rẻ đã có phần kết thúc vào năm 2018 với nhiều đợt tăng lãi suất của Fed. Tháng 12 này, ít ngày nữa thôi, thì quyết định có tăng lãi suất hay không của Fed sẽ tiếp tục giảm bớt cái lượng cung tiền rẻ trên thị trường. Và đó là những điều mà chúng tôi ở đây muốn dành ít phút thời gian của video để trao đổi, để chia sẻ với quý anh chị em và các bạn nắm tình hình phía trước. Mặc dù rất nhiều những cái trang báo trong nước thì đưa ra những cái nhận định, những cái chia sẻ, những cái phân tích về việc chúng ta tận dụng chiến tranh thương mại để phất lên theo một cái từ văn hoa, đó là cơ hội trong chiến tranh. Chúng tôi không đưa bi quan tới quý anh chị em và các bạn. Tuy vậy cũng xin được dành ra một vài câu trích dẫn sửa lại cái lời của báo. Đó là trong tất cả các cuộc gọi là khủng hoảng kinh tế, trong tất cả những cái cuộc chiến, từ cuộc chiến tranh tiền tệ, chiến tranh thương mại, chiến tranh thực tế của những năm trước đây, thì phần lớn các quốc gia trên thế giới đều chịu ảnh hưởng, rất khó để có thể tận dụng được những cái lợi thế của chiến tranh để có thể phát triển. Lập luận của báo chí nói rằng chúng ta tận dụng những cái việc mà người Mỹ và người Trung Quốc chưa thực sự đánh thuế vào các hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam. Từ đó thì Việt Nam có thể sử dụng cái lợi thế này để có thể là nơi để nhập hàng hóa Trung Quốc nhiều hơn để xuất đi Mỹ, hoặc ngược lại. Hay là chúng ta tận dụng để sản xuất hàng hóa, tranh thủ lúc người Trung Quốc đang khan hiếm hàng của Mỹ thì chúng ta nhập hàng Mỹ về rồi sau đấy xuất đi chung. Hoặc tận dụng những hàng hóa người Mỹ không nhập của Trung Quốc thì tranh thủ nhập ở Việt Nam. Anh chị và các bạn cần phải lưu tâm một vấn đề, đó chính là người Mỹ hay người Trung Quốc họ chưa cảm thấy cái sự thiệt hại từ những quốc gia láng giềng, đặc biệt là một quốc gia gắn liền biên giới với Trung Quốc thì họ chưa quan tâm tới, bởi lẽ những cái tác động của chiến tranh thương mại chưa thực sự lớn lên các cái doanh nghiệp mà người Mỹ và người Trung Quốc chịu cái việc áp thuế. Đến khi những tác động này nặng hơn, mạnh mẽ hơn, họ sẽ quan tâm tới những nước láng giềng. Và không ngoại trừ hiện tại thì người Mỹ có áp thuế cục bộ lên một số ngành. Tuy vậy, việc áp thuế rộng rãi lên nhiều ngành nghề khác sẽ vẫn có thể sẽ xảy ra nếu như cách làm ăn của người Việt Nam theo hướng khôn, tức là tận dụng những cái việc mà Mỹ Trung gọi là đang kèn cựa lẫn nhau. Thì tận dụng việc này
nếu người Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng cái bài toán tạm nhập tái xuất sẽ dẫn đến cái việc người Mỹ và cả người Trung Quốc sẽ trực tiếp gọi là phát động cái phong trào áp thuế lên các cái hàng hóa của Việt Nam và của Trung Quốc. Người Mỹ và người Trung Quốc sẽ áp thuế lên Việt Nam. Và cái cán cân thương mại của Việt Nam thì nó chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn ở cái phần xuất nhập khẩu với Trung Quốc và với Mỹ. Đây là hai quốc gia có cán cân thương mại với Việt Nam là rất lớn. Nếu điều này xảy ra thì đừng mơ tới cái câu chuyện là tận dụng cái lợi thế này. Bên cạnh đó nữa thì chúng ta có cái lượng hàng hóa xuất nhập khẩu chủ yếu là các doanh nghiệp FDI, tức là những cái doanh nghiệp đầu tư vốn nước ngoài. Còn lại thì cái việc mà các doanh nghiệp trong nước tự cung sản xuất để xuất khẩu thì ngoài ngành nông nghiệp và thủy sản thì các ngành nghề khác thực sự là đang còn khá khiêm tốn. Chúng tôi gọi là chia sẻ những cái thông tin này thì có thể anh chị và các bạn sẽ đánh giá theo hướng tích cực hoặc tiêu cực, đó là tùy anh chị em và các bạn. Tuy vậy, những thông tin chúng tôi thu thập cung cấp tới anh chị em và các bạn mong là sẽ hữu ích, và nếu được thì sẽ cho chúng tôi xin một like và nhớ đăng ký kênh để có thể cập nhật những video tiếp theo mà nhóm chúng tôi sẽ tổng hợp chia sẻ với quý anh chị em và các bạn trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.